Các bạn thân mến, giá cả phải chăng luôn là ưu tiên hàng đầu của người dùng khi sắm một chiếc Ultrabook dành cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Sản phẩm bạn thấy ở đây chính là Asus S56, một trong những chiếc Ultrabook cấu hình tốt nhưng giá mềm nhất hiện nay. Liệu nó có xứng đáng với số tiền mà người dùng sẽ bỏ ra hay không? Mời các bạn cùng đánh giá với HD Việt Nam. Mặc dù có giá chỉ 12 triệu đồng, Asus S56 khiến HD Việt Nam khá ngạc nhiên khi sở hữu bộ khung bằng kim loại rất chắc chắn. Trọng lượng 2,4kg cũng tương đối dễ chịu so với dòng sản phẩm cùng phân khúc. S56 sở hữu các kết nối thông dụng hiện nay như là một cổng USB 3.0, hai cổng USB 2.0, một khe cắm thẻ nhớ SD và giao tiếp Ethernet. Ngoài ra thì sản phẩm này còn sở hữu cả ổ quang. Được thiết kế theo dạng chiclet, bàn phím của S56 gõ khá là êm. Tuy nhiên, độ phản hồi của phím tương đối kém nên có thể bạn sẽ thấy không xứng tay khi dùng cho lắm. Touchpad của chiếc Ultrabook đến từ Asus được thiết kế khá là to, giúp người dùng có thể thao tác một cách thoải mái, đặc biệt hữu dụng đối với những thao tác cần đến 2 và 3 ngón tay. Asus rất tinh tế khi kèm theo cả chuột rời cho sản phẩm nữa. S56 cho phép người dùng sử dụng các tác vụ hàng ngày như là lướt web, check mail, nghe nhạc hay xem phim một cách rất thoải mái nhờ có màn hình đến 15,6 inch. Sử dụng công nghệ TN, tuy nhiên góc nhìn ngang của chiếc laptop này khá là tốt. Góc nhìn dọc thì hơi bị hạn chế. Nếu nhìn ở vị trí lý tưởng, thì màu sắc của S56 thể hiện khá đẹp. Ngoài ra, nhờ sử dụng màn hình chống chói nên chiếc laptop của Asus vẫn có thể hoạt động tốt trong mùa nhiều sáng. Một điểm cần lưu ý là do có độ phân giải chỉ 1366x768, độ nét màn hình của S56 tương đối thấp. Tuy nhiên, ở tầm giá này thì chúng ta thực sự cũng khó đòi hỏi gì thêm được. Hướng tới phân khúc phổ thông, chất lượng âm thanh của S56 không có gì bất ngờ khi chỉ dừng ở mức bạn chấp nhận được. Âm lượng cũng ở mức trung bình. Asus S56 có nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau. Phiên bản được Test Lab chúng tôi đánh giá thì trang bị chip Core i3 với sức mạnh đủ đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí cơ bản như là nghe nhạc, lướt web, xem phim Full HD một cách mượt mà. Nếu cần khả năng xử lý cao hơn thì bạn có thể chọn những phiên bản cao cấp trang bị chip Core i5 hoặc là i7. Sử dụng ổ cứng Lite cho phép người dùng vừa có không gian lưu trữ thoải mái của HDD 500GB. S56 được tích hợp pin rời. Thử nghiệm tại Test Lab, máy có thể xem phim HD liên tục trong khoảng 2 giờ với độ sáng và âm lượng tối đa. Đây là con số chấp nhận được với phân khúc laptop này. Sử dụng cho những công việc nhẹ nhàng như là lướt web hay xem phim thì thời gian sử dụng khoảng 4 giờ. Nếu bạn cần một chiếc Ultrabook giá rẻ nhưng cấu hình tốt và có thiết kế chắc chắn, Asus S56 là một sự lựa chọn đáng giá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video sau của HD Việt Nam.